biết chuyển động. Rồi cái người cầm cái máy, cái app này là người quyết định ra không? Người bấm nút này là chỉ là kết nối với cái điện thoại thôi. Nó có hai cách kết nối, một là cảm ứng chuyển động, hai là bấm nút, thì tùy theo cái người cầm cái máy chủ này là quyết định. Bây giờ mình muốn quyết định là cho ra gạo nè, không phải là người bấm nút quyết định. Bởi vì cái cách liên hợp là tiếp xúc trực tiếp, còn là người mà không đúng thì mình có thể nói là anh chuyển gì đó. Khó khăn thì xử lý qua cái app là đúng rồi. Bây giờ quyết định là cho ra gạo. Những cái app này trên điện thoại nên mình cũng phải hoạt động 24/24, mà cái người cầm điện thoại này có thể ở một nơi ở nhà, người ta đang ngồi chơi chẳng hạn, người ta vẫn dùng điện thoại. Alo, anh ơi, anh không có phù hợp với nhận gạo anh ơi. Đây là người quyết định chứ không phải là những người mà nhận là người quyết định. Rồi cái nút này nó chỉ hỗ trợ thêm là mình có hai tính năng, một tính năng là cảm ứng, cảm biến, chuyển động, và tính năng là những nút. Thì khi mà nhiều khi một số trường hợp như là do chỗ đó mà có gió nhiều quá, giống như là có lá cây hay gì quá nhiều quá thì nó sẽ làm chuyển động ảo, thì mình có thể chỉnh theo cái độ những nút. Hôm nay cái chỗ nào mà có nhiều cái người đi qua lại quá, nhiều người đi qua lại này quá thì nó sẽ gây ra là cảm biến chuyển động, thì đó mình chỉnh sang cái độ những nút. Hôm nay ở bên kia là có cái chỗ cái tình hệ tình trạng là trùng người á, có người đi lấy lại 1, 2, 3 lần thì người thì cái người cầm điện thoại này người quyết định là, tại vì mình có lưu trữ hình ảnh lại. À chứ không phải là nhận mặt khuôn mặt hả? Khuôn mặt á thì là mình sẽ có hai cách. Một cách đó là phải cởi khẩu trang ra. Thì thực ra mình phải chọn cái sản phẩm nào nó phù hợp với cái túi tiền. Cái thứ hai là những đeo khẩu trang được nhưng mà mình phải nhận diện bằng tròng mắt. Và cái nhận diện bằng tròng mắt đó thì cái chi phí nó mình tính ra tương đương với 5 tấn gạo. Nên mình thấy là sử dụng công nghệ đó thì mình lấy 5 tấn gạo đó mình bán được cho cả 3-4 ngàn người, thì mình nghĩ cái công việc đó là nó không có thiết thực để mình làm. Còn ví dụ như chi phí cho nhận diện khuôn mặt mà cởi khẩu trang ra thì cái chi phí nó tầm khoảng dưới 10 triệu thôi thì nó phù hợp hơn. Thì với cái sản phẩm này mình đang phát gạo cho những người nghèo thì cái gạo phát được là cái quan trọng nhất, chứ mình không nên bỏ ra những cái chi phí mà trong những công nghệ quá cân tiêu mà nó không có nhu cầu. Ok, như vậy là cái như vậy là cái việc mà mình hạn chế người mà họ một ngày họ lấy 2-3 lần á thì bằng cái hình mình lưu trữ thôi, chứ không phải là mình so sánh. Là trong cái hệ thống mình lưu trữ được nhiều không? Mình có thể lưu trữ trên điện thoại và mình sẽ đưa cho máy chủ. Mình đang suy nghĩ một cái phương án là sẽ đưa cái đó vô cơ. Bây giờ mình phải có cơ sở dữ liệu trước. Rồi xong mình sẽ đang nghiên cứu là thử coi cái cách nào mà đeo khẩu trang mà dựa trên cái cơ sở dữ liệu mà những người đã nhận để so sánh. Hiện giờ trên thế giới vấn đề mà đeo khẩu trang mà những làm được rồi. Hiện giờ đang rất là khó. Ngay cả iPhone làm cũng được. Đó thì nếu mà làm được cái đó mình cần phải có thời gian nghiên cứu. Không, cái thứ hai là những gì mình tròng mắt và họ đưa cái tròng mắt họ vô. Sát hơi sát xíu. Sát vô cái thiết bị. Thì nó lại hơi bất thường trong cái làm này.